Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay kênh truyền thông chúng tôi có mặt tại giáo họ Thanh Cù, vâng, thuộc xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Vâng, hôm nay ngày tang lễ của cụ cố, vâng, cụ Trùm Ngự, cũng là người mẹ của bà Trùm Rinh, thuộc giáo họ Kinh Danh, và cũng là ân nhân của gia đình con cháu của cụ tại giáo họ Kinh Danh tại thôn Luật Trung rất là đông. Ban truyền thông chúng tôi có ra đây để tham dự nghi lễ khâm niệm, và chúng tôi cũng quay một số hình ảnh để mỗi người chúng ta trên kênh Trần Phú Thái Bình biết qua được hình ảnh tang lễ của cụ. Giờ đây thì chúng ta chỉ còn biết là xin Chúa thần công bộ hầu cho con cái của Chúa, những người đã cống hiến, những người đã hy sinh, những người đã phục vụ cho sự nghiệp các công việc chung của Hội Thánh, cũng như góp phần phục vụ đời sống xã hội và phục vụ thai nhân, phục vụ các linh hồn. Xin Chúa thần công bộ hầu cho tất cả những ai đã hy sinh, đã đóng góp, đã vì Chúa mà quên mình. Cách thiên xin Chúa thở công cho cụ cố, cả cụ cố ông đi trước nữa, và hôm nay thì cụ cố bà. Chúng ta không niềm tin, và nếu thoáng nghĩ, thoáng chia sẻ như vậy thì chúng ta không được. Nên Chúa là cha nhân ái, Chúa luôn sẵn sàng gửi an ơn đến những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin sức lành cho những chiếc tăng can này, để biến súng từ dấu chỉ của sự việc hay quan cấp thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa qua đời, để họ